Chắc ngày nâng cho đó một chủ TP dân dây bất tố tại tôn cho mùi nâng OSPF Single Area. Chân cả dân riêng cả bì mà sợ mấy nhưng đang thay dân miễn OSPF Single Area hay nâng Multi Area. Ai miễn area tại mũi để có miễn area chân ăn chiếng chân ăn chiếng mũi. Chân cả bì mà sợ mấy cứ dân bàn riêng bì concept tu tư bỏ OSPF. Dân riêng thay OSPF chia Link State Protocol cái chữ dynamic route that based the link state protocol. Chẳng những đăng tiết ha, link state cái chữ ấy, link state cứ chữ information of the link dial router nâng việc nhà ao kinh nghiệm từ bên từ mốc đảm bảo ao router đang off được nông OSPF domain call kinh nghiệm bàn nâng cứ chữ purple robot OSPF. Chẳng ở lấy những chỗ mà đào module TP dùng ban riêng concept được nông module thì mùi hơi ấy ở lấy dùng riêng config mà đào. Trên cái module TP nâng dương nâng riêng bì concept tại tôn cho mùi nâng single OSPF area. Dương ở toàn riêng multi area thế, dương riêng trăm single area sân nâng mê riêng ní. Trên module objective trên cô bùm nông nâng cả riêng mê riêng nâng cứ kê chọn ở dương chè implement single OSPF area đại bê từ lớn IP version 4. Chẳng những khi anh ta OSPF version 2 vẫn đăng ta xem rạp IPv4 ấy phần tay bởi version 3 anh đang xem rạp IPv6. Nhưng chẳng dừng riêng implement vì tầng point to point tầng broadcast multi access. Nhưng chẳng point to point mà này thầm ích mùi tô tầng mùi broadcast multi access bởi này ta vì broadcast multi access vì anh chế vì anh dừng switch mùi anh chế router nên mình chế nên mình router tin chẳng tới nên cái hai broadcast multi access point to point mỗi tôi mỗi tôi đồng mối broadcast multi access vì miền tràn chế lấy những to mà tiết giờ nâng riêng tệ tôn cho mỗi nâng ca configure OSPF router ID bạn ở đây đi bạn. Chúng dương riêng từ lời ca configure OSPF router ID ca dương riêng ca bì mà sao mình dương đăng ấy thả router ID cứ chia ạc đạc sinh nhanh robot OSPF vì cứ chia identity robot OSPF. Chúng bản thân chia dương ọt configure router ID thế OSPF viên nâng rực IP random đã thông như kia một port lời router nâng đảm bây thôi chia router ID chứ nhận ai cầm nọt bài này. Router ID cứ chia là bỏ mối để dưỡng trở manually configure cứ recommend mong đảm bấy dưỡng thì nhiệt thác router ID nâng vì unique vì đôi bản thân vì copy kế hay vì chia sẻ để dưỡng ai cót chùm nam bàn dưỡng riêng bị ca configure router ID dưỡng riêng phong đáy từ lời ca configure point to point OSPF đối nhóm dưỡng mình cứ mối tôn là mối OSPF. Dương riêng ông bị ca configure multi access OSPF. Nhưng chẳng đơn ấy cả bình mà xa mấy nhân riêng bà sân chỉ vì point to point vì ọt rớ DO BDO ấy. Cứ no BO no DO BDO. Cho nên khôn nông point to point BDO. Cho nên khôn nông point to point cứ vì ọt rớ DO hay là BDO thì phần tay là không multi access OSPF cứ việc rớt BO BDO hay các bạn mà xem mấy những đơn ấy thả thả bây giờ bỏ DO dạng bách cứ ở dương ở trăm bách miễn full mesh OSPF chẳng dương dọc DO chìm mế bạn này thả DO nó bị chìa sạch vì ai distribute rồi có disseminate bạn này thả trái trái OSPF LSA từ ao group router đang off nơi khung OSPF domain. Chúng ta bàn DO tầm khán. Chúng những khung những riêng thà bản thân chỉ DO tầm khán đó. Chúng influence vì dạng mạch influence BO BDO election đang dạng mạch nơi khung multi access network. Những riêng phong đáy vì ca modify configuration đã tiện tôn chỉ mỗi nâng OSPF version 2 single ID. Chứ chẳng ai riêng
plap đồ parameter xem xét đảm bay plap đồ configuration. Chúng ta phong đáy ampi default route propagation. Default route propagation bằng data dương miền static route bằng dây specific cứ default static route nơi khnông OSP nơi khnông routing table cứ dương add inject default static route nâng cho tới khnông OSPF bằng trong bài chấp cứ dương riêng verify bị ca configure tới OSPF single area version 2. Chúng ta tìm mỗi đại dương nâng dây cứ dương dây ông bị OSPF router ID ắt sẽ nhận robot OSPF. Cho nên con OSPF router ID vì cái chuyện ắt sẽ nhận bỏ OSPF. Cho nên con cái này nó bạn ấy thắc group router này, dùng miền topology mới, topology bao dương miền router mới, router phí hay là router bay. Cho nên router mới, router phí, router bay này, cứ vì miền router ID riêng riêng luôn. Và ta dân chẳng lời ta ta o mối o bì o bây nâng vì router ID dân mệt. Chứ nằm bây môn nâng dân chạy nâng ai dùm luôn nâng cứ dân mơ cái này nâng nế kì ta nâng nông rút hiếp đa bàn bằng hành nâng nông topology nâng ạ cứ kê pra OSPF nằm bây configure nâng nông topology nâng chứ router nâng nông topology nâng cứ vì mình configuration hai mình include những interface hay gì đó này bạn này IP nên config reroll là hay chẳng phần tay there is currently no static route chẳng bạn này thằng toàn miền static route configure thằng internet thế hay có ở miền này dynamic route configure thằng internet này bạn ta loop band cái cái config hay chẳng cái này còn là bao nhiêu nếu trong scenario nó cứ cái miền router 7 chẳng còn ta router thứ 2 này cứ về connect tới căn internet chẳng chỉ rốm cứ chúng ta thử routing configuration một chút nữa nó lơ router thứ 2 nó ok chứ nó trong reference topology nó ñoom nưng bao hai kia dương xem tí nơi khnông reference topology khi này mình packet tracer version mà đây mình là version 7 à đúng không? Trên đường chơi nhé khi này mình này vâng nâng ấy bôi miền chẳng cái lo nhóm phơi chẳng nhóm center vì sao cái lo ampel chụp chụp pi đã được bao score bôi tam bao bao sao bao nhóm ampel chụp pi chụp mùi được chân chẳng anh ông error hột sai error không cho là nhóm cái thay nhóm cú tập policy lang quay mòn tới nhóm cú đầm lại thế và phát cái tracer ok chẳng đi dân miền phát cái tracer dân khi dân ai mơ nhóm sân mạch toàn config của bạn đấy với video đang thọt tụng cho những ai configure nơi tia có bán nơi khuôn cái này nó cứ dùng từ miền router cho router nó dùng ai do anh đã miền interface điện cho mình đây thằng đi về miền interface điện như anh đang thấy cứ bộ sai bay sai mối khi em ở chỗ bát đấy chẳng lẽ những miền router pi, những miền router mũi, những miền router bay, được lại đi. Chẳng những connect via máu, những prapra straight through, những connect via chiga 000,
cho mà nếu mình interface tập đi chẳng anh ấy interface bay tại đó tôi mình tập gì lấy nhau tóm phải có AB em chốt tới time module mới được time đây nhưng mà bay một trăm đấy nhưng chẳng ai lại hạt ấy ban bị ở trên bay này nếu bạn trên bay ta lấy ở đấy để call interface thì tôi ở đây thế nhưng chẳng ai là đi mình bảo biết nhưng bây giờ em vô đi các bạn cho nên là dương miền router mũi dương miền router bảy miền router pí bây giờ cái này cho má bụi nó không mê đến nắng cứ dương chỉ tu tới giờ cái tập poly chỉ nó mang vậy ta đà đây chỉ như cái này về cho chẳng má cho nên đầm bay đã ở dân khơi như dân ai configure always show mà ok giờ lấy dân đã IP nó lơ vía lấy dân cho ra tới tìm mối cho em cho ra tới IP vía dân bay ra tới tìm mối chỉ cần sơn sơn cứ dùng miền IP đọc chữ mùi chữ mùi chữ bốn slash sam sub ê mình chữ bốn là chữ pram slash sam sub miền chỉ cần sơn sơn mùi anh em sơn sơn mùi chỉ cần chỉ mùi đọc chữ mùi chữ mùi chữ đọc ví slash sam sub nên cái nông cái này nhưng ai configure loopback tam ghế cứ loopback zero đọc chỉ muối làm một phẩy bốn trả lời dân chọc o muối dân cho đầu p mà đó cho cái này tôi bây dân đặt no shutdown cái đó ta vì no shutdown ta mặc kháng cứ việc toàn trên qua bài to này bạn nên theo dõi nào vậy nhé trên internet enable với từng sóng kháng dân cho mà đó router dp dân cho đó giga zone zone loopback zone slam phải bốn nhưng mà interface giga zone zone no shutdown đầm bay bạc port đọc chỉ mũi chỉ bơm mũi slam sam p chỉ như ai ping tài bán nhưng ping mũi chỉ pram score lắm mùi chích pram xôn xôn chúng em chạy thịt sân ồ chúc em chạy thịt sân cái lần IP call mùi chích pram vậy ta mùi chích pram chích mùi
Nhưng check đi sân hả đây bằng việc áp. Ủa toàn đã xâm nét. Cái này chạy prám. Cái này chạy bộ mùi. Phải chạy nhóm đã xâm nét. Chờ lo mày mà nhóm mơ. Ồ, nhóm đã IP khó. Khó rèn. Ok. Chỉ những ai chỗ tới interface đã mùi vậy. Là xâm phí những ai phình tách. Chạy prám. Chẳng bị ok ấy. Chẳng ý, miên loop back. Lấy những chỗ đó chỉ gà mùi đi. Dừng configure IP address biết. Chỉ như mình đã IP 7 đằng hết. Nhưng chỗ mà đó lại mùi tiết. Giờ đừng đã IP cái này dừng store đấy. Nhưng cái ta nhu mà chạm bạch phạm thế. Có đã IP. Loopback 0 bây chỉ mũi sao phải buồn. Ok. Trở lại dương configure job redraw lấy. Dương từ một tỷ tiết. Chứ như khuyên cái này ní. Khi bởi điện dương bật tố. Thật ta bên này để dương miên IP connectivity redraw. IP connectivity redraw. Ta dương thử tiết. Dương trâu configure OSPF. Nhưng chẳng bên này để dương configure OSPF. Sẽ đề vì ao dương config môn kế. Cứ process ID. Chẳng process ID đầm nàng ao autonomous system mối bộ OSPF. OSPF đã miên process ID đổi khnế. Ai communicate khnế bán. Và ta bật sân chỉ miên process ID khó khnế nơi khốn nông OSPF tầm mũi. Cứ viên đằng bài trái OSPF đủ mẹ này. Ủa thì họ riêng xin chùm rời ảnh tích. Bà sẽ dương miên router mùi nhớ nè. Hai bà sân chỉ viên miên OSPF P. Vì ai bút trái OSPF nên chỉ P. Chờ nên process ID thì mũi. Nên process ID thì P. Chẳng bà sân chỉ dương chọn ai process ID thì mũi score là thì P. Tôi là dương thử cái hai redistribution. Anh yêu thương đỏ đi. Janet kitchen preside. But I don't buy Canadian through cut. You got a bone you try to configure preside demo. Come on, Sam Yamjan. You might double preside mui, dop maroi caban, be a slightly chubby young. Jim preside, Kleinik, if you have a good year, the mly mui, that a man oi, lay chappy mui la hoa doll, for mui moon, prampon, pramlusans. Đại cứ tựa bán select down administrator. Chúng mình này thay dương nè configure. Dương chọn đã lấy phòng bán của bán. Tựa tám ca chọn bán. Rồi gọi tựa tám planning bởi dương. Chúng process ID kể ta viết locally significant. Chúng ta không biết sao lấy. Bên này nà để kê dây biệt thả locally significant. Bên này thả vì miền đầm lấy valid trâm tại router mùi nâng. Ủa tí hò thả. Bởi dương miền router mùi. Nên router DP. Chúng ta sẽ dùng configure OSPF lấy mùi đến đây. Cứ đầm lại mùi nó cứ valid tại nơi không router nên thế. Đầm lại mùi nó unvalid nơi không router nên thế. Chúng ta sẽ dùng configure OSPF mùi cái này này đã OSPF P. Chúng ta sẽ score này chẳng. Đã xa ta viết locally significant. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ dùng bài practice cứ dùng kéo đã process ID được như có bất tài ạc hốc nền chế hạ bì ở mỗi đa cái đó bất tài bài prạc thích cái ấy đạp process ID đôi khi nền nơi group router tổng ọ chấm sân dương miền router pi bay pram chẳng tới dương cụ tài configure process ID ấy đôi khi nền chẳng cái lãi này là bay configure OSPF dương miền command line tập bộ port cứ router OSPF đọc chẳng nơi khôn cái lãi này cứ dương miền command xin tiết được chia area auto cost nhóm tay tên gì nó cứ cả kẹt nia đầm lại
mean the full information originate, cho nên việc control redistribution. Mean distance, distance này cứ AD này ngay, administrative distance. Hay xin tiết, cái này là bỏ xong khăn đấy. Network là bỏ xong khăn. Anh cứ chưa comment đầy dưỡng, pra nằm bây route IP network. Chẳng khi nên tiết nâng khơi. Lấy nông cái này nhưng riêng comment line mùi nâng. Lấy dùng vay comment line mùi nâng xác. Lấy nông cái này. Ba ba. Mùi nè. Process ID men. Router OS. AD ấy. Đọc nâng cái là, đọc này hay. Nâng cái hào process ID. Process ID nâng, process ID nâng nè, cái tham mấy. Tờ bán, chứ rơi đôi Network Administrator. Chẳng mà này tham bật sân chứ dương nè config luôn ấy, dương chọn bán đồng lại bán, chẳng đã bật nâng tình. Còn bình tay, xây được cái chọn dương thuốc, cứ bên nào để dương mi router chẳng hạn, kia sống ở đạn. Process ID đôi cái này. Chẳng bởi dân đặt router tìm mỗi đọc, dân trời đã tìm bị đọc, dân trời đã tìm bấy đọc đây. Anh nên cái hai thầy vì chìm bè prác thi, bộ kì. Tập bần anh đi. Nè. Đã lơ phí năng bệnh. Với anh ấy, mình chùm luôn thông chùm luôn tối về cái đoạn đại trì identifier. Bạn này thầy, bây giờ anh chưa có một cầm nón sống qua lên chẳng á. Lấy thông, lấy tối, cứ ọt ấy khó khăn đi. Hai cái thầm bệnh. Vì locally significant thiệt thì nhóm dễ chứ nghe vì significant từ lời router này vì odd affect the router up say bây giờ người riêng si chùm rơi đi tiết khi nhóm nâng riêng multiple process ID vận tải nếu không có một decision này kia toàn tất đoán này thì tiết tòa là không có topology thông hay complex bằng kia para multiple process ID ta bởi xin chứ không có topology thông mà đã dùng para thay mùi process ID cực cổ này nhớ. Chả lời dương wire comment nâng cho tôi không topology bởi dưỡng. Nhưng nhóm đặt máy cái sửa mực. Đã đọc lại nạc máy sẵn. Đi console background. Console background. Nhưng đặt máy. Nên nhóm đã đã vô lượng. À lấy nhóm cho router thì mỗi môn ghế nhóm đã phone nói thông cho nên đi chứ là đi tui bị đọc bật thói đầy mười comment mến. Đói xa nâng nhóm kết thao việc khoản IP ở tập với chứng nhóm đang khi dân chạy bật tay đọc về đó OSPF về nhóm vay hết nhóm nằm bị dụng là nó việc đàn mình. Chứ nơi cái slide bao dưỡng, cái ai thơ mệt, cái ai thơ ấy. Cái ai vai gì kia. Nè. Nè. Chẳng bên ai dưỡng, là nhóm vô là đi thì chó. Cái này đang ấy thà là dưỡng phong để cho nơi kia. Privilege mode. Chả là dưỡng cho global configuration mode, device IP. Configure terminal. Chẳng bên cho đó configure terminal, dưỡng ai vai comment. Router và router. Đại nơi khổng nâng dương ai configure cho đoàn protocol nghe. Dương vài router chẳng dương ai configure BGP EIGOP. Phần tay sẽ để dương focus cái dương focus lớn OSPF. RIP có dương ban khơi nơi khổng mê riêng bao dương đáy phần tay nâng cái chút prai ấy. Đời sao vì miền cun vị bắt cho đoàn bệnh. Hay vì chỉ routing protocol chạy RIP nâng cái chút prai. À lấy dương vài router tớ dừng vay OSPF và tòa mà tiết viên đừng pra vậy tha ao dân đạp process ID chạp bị lấy mũi đó lấy vào mũi mướn pram pon pram rồi sang sẽ pram dân sẽ lành mũi nó đã mũi nhận còn bình tay để sang mê riêng bồi dưỡng vì đã đi đọc chân dương đã đi đọc tại thời ok chân với dân chô mà đón nâng dương nâng miên comment line xin chỉ tràn tiền để dân ai configure bàn ok miên comment area comment auto comment app xin nhận chân là dương configure nâng group router tầng hóa tới thì bây giờ thì bấy dương thử được cái đấy dương comment nâng cứ bà bà chạy tha dương ban enable OSPF nơi lửa router mùi nâng router OSPF link dot
chẳng đại sa trừ đây chúng ta bẻ bạc thí bờ sân chỉ lệnh đọc ôi đại lệnh đọc cụ rồi tờ đúng không lệnh đọc đấy chờ lấy những bộ chọc ca enable OSPF ấy chẳng nên không slide mình nâng kịp bởi này dưỡng chế enable OSPF bởi dưỡng ấn bài à mình router OSPF hình thích OSPF ở toàn bàn apply nửa lưu global configuration bộ router dưỡng tôi bắt đầu mà tiết dưỡng riêng pika configure router ID nâng ca elect router ID thay dưỡng chữ rửa router ID nó đau được nè chẳng nên không trẻ tìm mối cái thả router ID cứ chia cái cứ đồng lại đồng miền 32 bit với đôi từ nâng IP address version 4 bởi dưỡng chẳng có miền 32 bit đáy mà chẳng ấy piece với con 32 chẳng mình lên vấn đó chẳng vì represent đôi chú môi nâng IP version 4 đây chẳng tùm rung bỏ router ID đôi bạch bất chú môi nâng tùm rung IP version 4 chẳng nâng cứ trở bàn pra đồng bay uniquely identify và chẳng thả OSPM môi nâng cứ việc khó kì ở đây mình chú môi được như thế chẳng group OSPF packet include router ID of originating router. Nhân tu bay chi advertise đó na cả đói, có OSPF packet trở tại include router ID này. Hạ bay đôi chi dương chân mình ấy, tu bay từ đó na có chung một dương ngày khai chân năng cầm nạt dương. Hạ tại sinh nhật ban bao dương lấy đôi kia OSPF chân này tu bay nâng lên topology nâng miền rộp bon router cả đói. Ta ra tập OSPF packet the generate trên bị router mới nâng trở tại attach cho mùi nâng router ID bộ vị đồng bởi ai nghi sử dụng cầm nọt trong nắm thá à OSPF packet nâng vì màu vị nâng 3D mùi 3D pi kì ta every router require router ID group router đang ọt đạch khát trở tình router ID mình ai ọt miên bàn tế chừng bỏ ọt miên vì ọt ai participate nâng nông OSPF domain bàn tế lúc trả thật vì miên bởi vì sân chỉ việc mình kẹt ao chỗ participate nực nó OSPF domain tê chẳng bà này thả dưỡng chỉ administrator nâng dưỡng ách đặt router ID nâng ao router nâng bán cho router ID cứ trở bán pra đòi cái OSPF enable router chẳng pra thử ấy tìm mùi pra đầm bay chỗ rùm thơ synchronization of database bởi này thật thử ở database đang đô ích kìa dẫn này chứ khi ta mấy nơi có nông exchange state router with the highest router ID will send database description first anh nhưng bạn riêng copy mà sao mày hỏi vì cứ chia ở thả bà giói bó router ID cho nên mình router ID thống vì send database description một và tổng mà tiết vì participate nơi có nông election DR trên cái nông multi access environment đôi nhóm dễ khăn đàm chẳng cứ về nâng là like BR BDR chia viên nâng ca configure OSPF full mesh chẳng bên này dân miền BR BDR dân ở trang bạch miền OSPF full mesh tế cứ dân ai pra concept DR đâm bay trái trái OSPF từ group router tầng off nực nông OSPF domain chẳng trong bài chóp cứ router bên này là bị trong bàn router ID bà sân chia dương ọt manually configure thế vì nâng thử rơi dốc ồ xong tục nâng lại này cứ trong bàn này thập router ID cứ trở bàn router ID đã thống cứ dương nâng rơi phía ở đây chia đi ổ hai router na đal miền router ID nung tau chieng ADO nung kư nung khlai chi video hai ba san chi miền router phsei tiet nung knong topology vi nung chi the router chi ri tiet jeung khoe nung tok khni hai chmuoy nung lai mtơ mok san chi ni kư ba okay chmuoy đai đã nơi không là người đã nơi không telegram thì tức bên này nhom hai chữ mỗi giờ mà nhom nói nhom đã mà họ vậy bạn lấy nhưng mà to tiết mà đó là router ID cho nên cứ chia lùm đảo nơi không cài chữ router ID chứ router ID
chúng ta router ID USB router chưa router, router IP router ID tam tam là biểu này tí mùi bên này tí mùi về nâng rực vô router ID bên này đã dương configure via manually dương bên này dương bạc cao USB IP liếm dương ai configure router ID via manually dương lại về automatic cho nên cứ chia prefer way và này ta chia một show by đã kì recommend đảm bảo thuốc nếu bên này để dương configure USBF kì recommend dương ai configure manual USBF router ID bởi tại bởi sao dương ai configure thế we nâng tới rơi dục loopback tăng lại nè đem biến IP address thông dưới bóng port nơi lửa router mùi nâng chẳng tìm mối phía nâng tầm mơ thay dương configure router ID thông dưới bóng port manually configure và sân dưới bóng configure thế thì phía viên nâng tầm rốt router ID thông dưới bóng port dù à loopback đã thông dưới bóng port nâng tầm thư router ID cho bà sân chia loopback auto configure tiết chừng router nâng viên nâng rốt tầm dốc physical interface nà để miễn router đảm biến IP address thông như kiểu một port vô mà thơ được mà thơ router ID cho những ai mơ cả lại flowchart lại tích dù miền router ID implicitly configure biết thay implicit mà này thay dương tơ configure mà nhớ nghe xem bởi dương odd configure thế viên nên tự rộp loopback bởi sân chỉ loopback ở miền thế ồ nì loopback ở miền thế viên nên tự dốc highest active configure IPv4 address. Chẳng xu tha. Ồ, nó không slide này ní, cứ cái video bật time tại tôi chỉ mới nâng USBF interface đã trở bàn rơi chỉ ra từ ID chẳng. Chẳng cái này ní, là dùng nơi là router 1 ní. Dùng show IP interface brief giờ mình loopback sau đó với tại IP bên này thế là dùng vài tam kế dùng cho global configuration mode dùng vài interface loopback mối IP address dùng vài chung mối slash sam sub ok dùng những vài show IP protocol include or support my mission chứ cái này dừng khơi anh à, đi đời xa đời xa ai kia đời xa nhầm vay à router ID sổ môn nữa tập về dẫn về tên chẳng bài chứ nằm bởi ai plap đố nhầm ai về thị xa nhầm ai khơi nhỏ chọn ai khơi được kia ní nhầm ai chỗ tới nhầm lộp OSPF sẵn bộ OSPF bên này để về rực router ID hơi cứ về rơi hết nè toàn dân reset rồi có lộp OSPF đang tránh bàn về chụp bình chả lẽ từ sau à lỡ dương mơ từ sau đây bồi dưỡng nè lỡ như mọi người từ sau đây bồi dưỡng dương vậy tha bà sân chỉ trong cả này dương ở configure manually viên năng từ highest loopback chẳng xua thả phí năng ở mỗi nơi thông chuyện vì bà con chỉ ở mỗi nơi thông chuyện chẳng trong mình trong viên năng từ rồi ở mỗi nơi thôi chia router ID thôi chia router ID nó không sẽ là vô dưỡng ấy nè viên chẳng chỉ mới nhôm lốp hay nhôm configure USBF với router USBF đi đọc chẳng bây giờ show IP protocol như thế bây giờ ở đây highest này chẳng à mùi mùi ở đây chẳng nhận à lấy đâm bây ở đôi kế nhóm ai chỗ đó nhóm lục IP đi cháu hai nhóm no router USBF đi đọc nhóm bật đặt lăng với hai nhóm mơ show IP protocol như thế nhé nhóm ở đây vậy nhé đã xa tay kế à lỡ dương miên loopback tại mỗi ấy cho vì miên tờ rơi hà nà thiệt hà nâng tui nhìn kế ấy hay cái này dương bà cao cho chúng ta lại hay cho hai đáy bàn viên mân sử lại đi đòi xa tay từ đấy kế thá chúng ta tìm bí cứ tờ mơ loopback chỉ môn sân bà sân chỉ loopback out configure viên nâng dọa mùi đi à lỡ chúng ta nhóm out configure loopback ta viên nâng dọa nâng mẹ nọt interface no IP address. Nhóm bản thân dương ở reset USB IP, viên nên dọn là ok.
toa để dân chỗ tới nhưng vậy no router USBF hay dân configure USBF là mình router USBF để đọc dân ai bày do show IP protocol như thế mà này bây giờ này chẳng lẽ cái này dân ai dùl bàn á việc lệch router ID mà chứ dùl bàn này nâng ngày nâng chẳng vì mình bây chung rồi nè nhưng mà ai bỏ tất cả lần với bà sân chỉ dùng configure router ID manually dùng chỗ tự đạo USBF dùng bài router ID là nhóm thay nhóm sẽ lãnh lấy pram tỏ chỉ router ID dùng bài bộ xùm đô xu thay ta viên nâng cái phim ọt router ID nâng nhóm bàn dạy khẳng đá mấy là USBF bên là đàl dương ấy kìa dùng bài manually configure khi bây giờ là manually configure một lần đại sao ấy kìa manual argument đi vì miền priority thiết thông như cái bạn này ta vì miền ATP thiết thông như cái tại dương vài ấy à bị này cứ bị lên đài chẳng á phần tay bây giờ không cả này dương miền y tế không cả này dương miền y tế dương cho tới router USPF lịch đọc lục router đi chào lấy việc đô tay mình thì dân chứng là mấy bạn ở đâu ở đi chứ đôi nhóm gì chứ bên này tập viết rồi hết này vì ở đâu vậy nhỉ toàn ta OSP nó miễn cả reset rồi có lục chứ là bây ở việc reset nhưng mà phải không bạn đi bán OSP clear Clio SPF nhưng mà vậy mình đang bán hơi như tôi mới nói tiếp oh clear tới thế to bật router SPF đáp cho việc mình đang rút mở dọc physical interface trả lời những ai configure tam kế mùi muối slash sans p ồ mà đi slash sans p nhưng cho lòng bài phải bốn cho tôi đủ bẹt mùi với slash sans p ip protocol ở toàn đồ tế là như sẽ clear ip usb possession usb possess to lục mẹ chẳng biết mỗi đôi kê ấy chẳng là biết đôi kê này nhưng mà to là tiệt chẳng kỳ ta nơi khả nông topology router ID nè cứ ở trả sáng đôi gần 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 thì mỗi IP bản này router ID bản này thì P bản này thì bây bản này chẳng kỳ ai configure manually chẳng dừng chỗ từ khả nông comment line bởi dưỡng comment line bởi dưỡng hay dưỡng một việc tạm kỳ ok dừng chỗ từ router đọc ID liền mùi điểm mối dừng chỗ từ ATP chẳng là dừng cầm phong tay assign manual router ID PPP ok chân là thì bảy mươi tiết ok chân là những ban configure router ID manual nơi không topology này là từ một tiết từ một tiết kê bài hai là biểu dương kê bài hai là biểu dương ấy nơi không là camu router ID chúng tầm bất dương bản vài của mình chỉ đang đo hỏi dương ai trên được cái đó privilege mode dương vài IP protocol chưa biết đến trên lại đi khi dương khơi à include đi OSP ở nơi không packet server support đi vài vài nữa kìa đó support đi
Cho nên cái này cái ta bớt sân dự dưỡng chọn cái chọn reset clear as per process to prefer mode dừng ai reset out ID đi nhóm reset reset mình đang nhập ra của mình đi nữa thế hay dừng vài giây máu dừng thức mục tiết lấy dừng đăng phí lập biếp configure out ID ấy dừng via manually của bạn và sẽ dùng ở bạn configure manually vì nên từ dọc highest IPv4 loopback address và sẽ dùng loopback out configure tiết vì nên từ dọc highest physical address đó là router nè cho ra chúng ta tìm biết những gì bật tỏ tại tôn chúng point to point USPF trên nền kênh USPF dùng đăng ai ta miễn point to point hay nâng broadcast mà thiệt sẽ tạm bất vì miễn bí tiết có một tay kia ăn dây nâng kênh USPF xin xin này chứ những ai specify interface that belong to point to point network chứ những khơi nhảy nè anthropology bởi dương nè những khơi nhé à mỗi ní hay nào mỗi ní khơi về point to point nhé có một tay bởi sẽ dương off manually configure về tế router nâng consider ethernet bố ấy à nè à xài cái đầy dương cái đấy nâng cái hay ethernet à. Chẳng nơi không USPF ta khan là Ethernet hơi ta khan là Ethernet hơi cứ biết smart nâng ấy kế smart nâng broadcast mà thiệt xe hơi to để dưỡng implicit configure nâng lơ interface đâm bấy force wear ở tới point to to point chẳng lại nâng dưỡng ai chủ tập bật tỏ tiết khi bởi riêng dương bởi tỏ tiết tại tôn chung mùi nâng Command Network dương Command Network nâng khôn nông OSPF cứ dương ai pra nâng Ground Section nâng Ground Section Configurator ní dương bài Command Network cái lại này cứ chi address để dương chọn Advertise anh ấy cứ chi Wildcard Mask đại vì cứ tối chung mùi nâng IP address cho cái này dương đang là biểu kẻ này Wildcard Mask hay tới đây ở đây thì phải chịu kê bởi đây nó slide này chẳng và khả mát nó việc bật ra xăm nét ở đây đi tiết cái này comment này cứ dương specify area bởi sân chứ không cả này dương miền area tầm mũi dương là area 0 tầng ở tới bởi ta bởi sân chứ không hierarchical network design dương ai miền area chẳng là chứng mũi dương ai vài area chẳng là mũi để bị lịp bày ấy tất tạm cả design bởi dương chúng bây giờ khởi network command đằng dùng số nút chúng ta network command đằng với thứ gì? Chế ngài network command này viên đằng từ row group active interface tầng off lửa router hỏi viên đằng xoay row thả à mỗi na match chỉ mỗi nâng network statement đằng và dân chỉ viên match trong bài này thả viên đằng advertise network đằng chỉnh mỗi tiết command area chẳng area dùng specify area mùi tiết network cứ viên nâng advertise à command network nâng advertise subnet để dùng specify nâng trên đề kháng kháng ồ, nì, kì bởi điên kẻ này vào khát chẳng vào khát mà cứ chia vì cứ chia bởi này thay những ai reverse này này subnet mask chúng ta bởi kẹt nếu và khát mát thì chúng ta dùng Paypram tổng hợp này Paypram tổng hợp này đọ chìa mùi nâng sạp đẹp mát chỗ mà đi sẽ khó ấy à lấy cái sẽ khó này có bất tử xôn xôn đây lấy lịch xôn mà đừng chúng ta đã đọ mà chắc vì bật chèn thì hãy chắc nè à và khát mát bật bật đi ha mà chìa mùi nâng sạp đẹp mát bật đi hiểu lấy lấy những ai kẹn đi những kẹn đi những kẹn đi đầm bay rock và khăn má những thứ mình đủ bộ môn đầm bay rock và khăn má chuyên do cả api hà pram đó nữa độ cho mình nghề mới cho đầm bay kẹn đi và khăn má ưu tiên dùng miền subnet dùng miền subnet làm phải buồn cho api hà pram
ຈັ່ງມັນໄດ້ຖ້າເຈິງມີວາຄາດປະມານນີ້ວາຄາດຈັ່ງຫມົນຂອງເຈິງຍັງຕ້ອງຍ້ອຍ chà ní đỏ máu bạn pi hà bram anh ấy đỏ ní ba bạn anh này ho ồ anh đang đi cái nông cần đó son 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 và mán gọi mình này em chứ bởi vì son này mình này nè cả bất việt ra son bấy đỏ mà tại tập với son 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 với mình này chẳng kỳ đặc lấy son chẳng chẳng cái lái chẳng nở chẳng đỏ lấy chứ này nè phải pi hà pram đỏ pi hà pram sôn pi hà pram đỏ pi hà pram sôn pi hà pram đỏ pi hà pram sôn chứng pi hà pram đỏ sôn pi hà pram chứng chấm lại bao nhiêu nè miền này anh đi vào khát mà nhé chứng sru lệ giờ giờ à à pi hà pram buôn đong nữa giờ mà đỏ sạm nền mát trên vào khát đấy u ti ho ti pi giờ em pi hà pram ta đã pi hà pram chốt pi hà pram chốt pi hà pram giờ đỏ à lấy một tí ta slash một tí slash một phẩy pram cho slash phẩy pram sắp nét dương cứ pi hà pram chọi pi hà pram chọi pi hà pram chọi mán slash phẩy pram chọi mà rồi mà phẩy một bảy rồi đấy cái gì đó mà tập bảy rồi ba khát cái đó mà đi sao mà rồi mà phẩy một phần chọi sồn chọn zone anh ấy cứ vá khả để nhận được tua bàn cho nên không OSPF bên này dùng advertise dùng vài vá khả này mình vài sắm đấy này anh ấy cứ chia chấp bập robot OSPF nhé cho nhiều chia ta khi dùng vô đó này hoặc bài bài kẻ này vá khả ở thì dùng đăng robot môn mũi này nè bật anh đi sẵn nè lỡ đôi dương kẻ này mình đang chấn ngọt khóc như thế nè bởi dương miền bập bập nắng anh ấy khóc này cả bắt tay lấy sâu này vì tôi sẽ khóc chồng anh ấy sẽ khóc thiệt này anh ấy cứ khóc này mắt trời mà slide này không khi dương mạnh mơ nó slide này thì vì tôi sẽ trời dương dương ai đi tới bà sân thì dân trong practice dân ai miền này kìa dân ai miền calculator là dân xa mới dân ai miền calculator bây giờ bày Google xa mới mình sắp nét mà calculator nhìn chỗ bạn nhìn sắp nét mass và khát mass calculator chừng nhìn đạn vì kẻ niềm ấy mass calculator nhìn nhưng dừng kẻ này vào khát nì trên bậc khăn ông này để khi dừng trong prạc thi viết nè dừng ai prạc thi bàn là mình dùng lục bàn xong vì cục quen ngủ ám nì nì dừng ai prạc thi bàn ở tí hồ thời dương miền này kì như miền sắp nét làm phải buồn như miền sắp nét làm phải buồn như vậy làm phải buồn máu như vậy cao chỉ lấy đây này ok vậy cao chỉ lấy nè vậy cao chỉ lấy máu nhưng khởi nhất chồng vay mình nó trên ồ dương vay chơi nhà đi từ một đồng kia ai vay chơi dương vay làm phải buồn cao chỉ lên chỉ lệ máu anh khỏe nè mời chụp càng chỉ lệ máu dừng khơi thá slam vào phẩy bốn này về về vòng bay từ vạc khát nào vạc khát đi vạc khát đấy nhé về slam vào phần đi chờ đôi dương kẹt đi mình đang chờ à pi hà pram chơi pi hà pram chơi pi hà pram chơi pi hà pram đo nâng slam vào phẩy bốn pi hà pram chơi
2 5 0 đỏ máu khơi nhà tầm lại đi nhé. Chẳng bà sân dịch niên trong bạc thi ai ai dô bà website chụp mó đi bàn. Ok mà lấy đằng cái này tự tiện chẳng có mơ ý anh ấy khó tí nhỏ bàn mơ đây slide sĩ khổ ở lấy chỗ mà đào OSPF advertisement OSPF advertisement trên năm bay advertise network chúng ta phải comment network nâng nông OSPF chẳng nâng nông OSPF cái tay như vậy bị advertise advertise chẳng cái dân dùng bị advertise chạy dùng là nâng nông OSPF bán này thầm bây toàn dùng lẹ sai nâng này hồ là mình bởi sân ông lấy thòm đá advertise nâng bán đến tháp sai bên đây chỉ cầm nhờ thấy chú OSPF vì chơi sai này chỉ cầm mà chứ nhưng nhóm bởi dô khi dơ ngồi sửa dô bị thay advertise bán đến thành chế ủa tí hồ dương dây dây bị xùm rái á chụp nhóm bởi thông rồi nên không bị advertise nên không ăn tận đây bởi vì bạn này thằng mày bản thân chỉ dương miền router muối dương khẩn định mà router pi nhớ này trong bạn này thà là ở tiêu thà router muối này vì miền subnet vì miền network của vía mà rồi cái pi mà rồi bảy cho muối cho muối làm phải buồn à cái này vì thà vì miền đá nhưng vì miền subnet bộ vì đá mà rồi cái pi mà rồi bảy cho pi cho muối sẽ là mà phải buồn chẳng bây giờ vậy mà pi advertise vậy nếu nó bị sao không lấy thòm mà đã pi advertise nó bằng này tháp sai bằng này chỉ cam sai bằng này chỉ cam vì là để dùng miền sabu người ta dùng miền sabu dùng miền lấy và coi chỉ dùng sai bằng này chỉ cam dùng sai ở nhà sinh đắng thay dùng miền sabu miền lấy mình chẳng này giờ này gặp cái thầy dùng miền cái bộ ba này để sao dùng miền cái bộ vậy cho nên không có SPF được kìa dương advertise ấy để dương miền ủ tí hò bản thân thì dương chia router thì mùi à lấy đời xa router thì mùi vì miền network của bản này mà này chẳng mà này ta riêng rô P để dương advertise dương advertise ở vậy để dương miền dương ọt ai advertise ấy để dương ọt miền này hai à cái advertise nữa router thì mùi vì nâng prap router để nơi chết vì tha vì miền network nâng chẳng phải là the router nâng send OSPF trên được hàng cái vì nâng chọp vì nâng chọp anh ấy tới dù mùi chẳng lại nâng bạn ấy thả router thì mùi nâng nâng bạc ca bạc rạp group này bởi bảo vệ thằng ớt thả vì miền này bởi mùi điện vì bạc ca tiết thả bạc sân chí ấy bạc sân chí ấy nè à router thì bí nè bạc sân chí chọc màu à network nâng ấy ai màu vi ai mà rô vi màu nhớ không lại nâng bạn ấy nâng chẳng ý anh ấy lâu lâu chẳng vì advertise bên này thà phía từ prap cái thà xây để biến miền chẳng vì miền là network mới nâng vì từ prap cái thà biến miền là network mới nâng router TP được kia vì miền là network mới nĩ vì từ prap thì mới vậy vì từ prap thì mới nè thà vì miền network mới nâng hai bờ sân chỉ không cả đấy để miền là cái trong mau network mới nâng ai mà rồi vì mà chẳng khi này dương ai vô bàn đấy vì advertise là không SPF cứ bị bàn này chẳng à nâng này chúng dùng advertise ấy để dùng miền dùng ở đây advertise ấy để dùng ở miền này chúng bản thân chỉ không cả này router nâng ở miền interface nâng phong dùng ở đây advertise network nâng bàn này với nè để riêng respect the bone tại để cho lắm về tới cho lắm ủ thì họ dùng cho lên router mũi tại advertise anh network đi mình anh đang ở đây đây xa tới dùng miền từ xa đây bao giờ thế dùng advertise tại network để dùng miền thế dùng ở đây advertise ở vây để dùng ở miền này ắt copy lụa sbu ấy lụa lề mà chẳng này định nhung gì khang đam chẳng giờ lại này bả bà bà cho
năng ấy anh vậy chẳng có bán, bởi tại còn nhom bây giờ lấy nhom bây giờ nó này thì ở dân config ở trời, bên này dân config cứ dân trời vài IP ấy chẳng á, nhưng anh vậy router 1 we at the time router 2 router 2 we at the time router 1 này chẳng chứ mình hay tham cái này advertise dân anh vậy tham miền này vào phần này phần tái bây dân configure dân trời configure router xây để dân miền là tí hồ tí hồ chụp là nhầm bộ router cái đó đi vào miền topology nhầm đo mà này sẵn chụp đi chụp lên đi lâu nhầm từ ba nhưng đây cũng tốt topology mà cũng đang bắt đầu ở đây tụp ở topology nhóm tụp bắt đầu mình vì IP tại vì nhóm chưa đã IP nhóm cho cái này dân mượn ấy vì IP vì sử dụng nì ok nè nhìn chẳng lấy dân cho là ra tới tí mùi nè lấy dân cho là ra tới tí mùi nè ok rồi dân khơi ra tới tí mùi mình IP ní hay là IP ní mà nè để xài interface viên này mình IP đọc cho nhỉ chứ mà anh bị advertise như kia advertise nhỉ advertise đi dừng advertise đi dừng advertise đi dừng advertise đi ha dừng advertise đi mới điện chắc đô dù tí ho để nhóm dây mình đang bài đạt đời sai cái dừng on ai tự advertise à mỗi đi nó không ra tự tìm môi bán thì bởi vì ở miền phố advertise mà dừng chứ bởi dân đang là rule mới nâng cư dân advertise cho lòng mày ai để dân advertise bà này thay dân chọn ai router nâng score khả này cho nên bà này thay riêng rõ bên để dân advertise dân chọn ai ở mỗi này vì sân phô miễn ở mỗi này hay nên sân phô miễn ở mỗi này cho nên từ đây dân vậy thay bà sân chỉ dân advertise dân chỉ dân ai router mỗi nâng run network bảo vệ đại viên miễn nâng từ ai neighbor bảo vệ từ ai nạ chất khang bảo vệ chẳng cái này vô là bài này kế cái advertise xây đàm biên này xây đàm miễn kẻ đầy advertise thì nhớ ở lấy dừng vài tam kế dừng chỗ dừng chỗ của mình line dừng vài tam kế ok dừng chỗ từ dừng chỗ từ global configuration dừng vài bia router USBF process ID lịch đọc dừng advertise network đầy dừng miễn network dừng admin ở đây advertise chẳng đợi xa ta đang nguyên kế hẳn đi về làm phẩy bốn nè làm phẩy bốn nhưng đã vào khả mạng phần đi area zero chẳng đang bởi dương miền area mũi nhưng đã area mũi thế phần thái đợi xa đi dương single area dương ở trong bài chế hẳn đi vào khả hẳn đi slash sam sắp á chênh lý bầy hẳn lấy mấy bài chênh lý bầy nhưng kẹn đi anh tị slash sam này dân dân ở ở bãi thì nó đỏ tam đang tới dân miền Pihapram những đỏ slash sam sấp Pihapram chơi Pihapram chơi Pihapi mình chơi này đi Pram đỏ pi chín bảy chỉ số chẳng đi chậm lại bao giờ này nhé thì được nhé dùng cho máu trong ngoài network đọc chỉ mũi chẳng đọc pi sao sao ở vạc hát it is zero ok trở lại dương bài của mình là hai vậy hay dương đăng ảnh tình này với thơ thơ ấy cứ viên đăng advertise and network đăng ai neighbor vào viên tại mục tiết nhưng mà này vì nó khóc nè mày nó dân admin VTP nó có nông ca advertise dù cho advertise network nó có bán hai mà dàng tiết dương a gì kì dân ạ specify exact IPv4 đòi đã wildcard zero chẳng ngủ tí ho ta router nè ok interface viết cho chất
chứ như advertise đã chụp ra một bàn ấy, nhưng anh chẳng bao giờ advertise được tí hơi đã sờ màu dương ai advertise anh đi dương đã sờ màu ok cho nên mình đây đi kinh tế nhưng ai advertise specific IP của bạn chứ ai advertise chỉ subnet mạng của bạn năng ấy sampi ban này ta mùi mình chẳng năng ấy chương bị miền bị thi sampi nhưng ai advertise chỉ network của bạn nhưng ai advertise chỉ slash năng ấy bữa dân đăng tha mà dân đăng tha à slash sampi đến bên này tha bị miền mùi mà host mà này host miền mùi này host tầm mùi chứng chứng advertise à mùi nè 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 chứng ai advertise ban pi là biệt bia slide từ ca công ty bồi dưỡng gì chứng chứng khi dân kết mở vì mình bị là bìm chẳng hay ta mỗi nó sửa chiếc và cả chiếc à ớt specify và khát sửa chiếc ngay nhưng mà chẳng bay được chứ có bao nâng này nè 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 kể ta mấy nè nhưng ớt chẳng bay thì chứ có bao chứ mỗi nâng và khát mà thì bởi xin chỉ dân ớt đã host mỗi mỗi dân từng cuối kết mà đi slap mà nó uống đi chốt bầy chốt đọc ràm chẳng dân về bả kết dân ở chẳng bay kết cứ dân đã và khát xôn nhưng ở trong bài kia thì dân đặt IP để nơi lỡ interface nó to lắm không đôi đôi bây giờ mà khơi nghe chạy mũi cái lại ní kia khoan là chiều tí hoa bà ta bật sân này nơi không cái lại ní làm một phay bốn chẳng cái advertise à phay bốn ngày bận chẳng việc mình scroll việc scroll ra môi nè scroll từ nẹp xe nhé này chẳng tao làm phay bốn này chẳng lẽ cái gọi thì hỏi vì applicable ban ta interface đã đại chủ môi khi viên chạy interface đã đại môi router ta bây giờ chỉ dùng chọn advertise subnet both user dùng advertise slide ở từ bằng cách chẳng bụi bên nhóm thơ mình tên có nhóm advertise chết đây bụi direct connect chứ nếu được bụi direct connect chứ có nhóm advertise chẳng này lấy dân to tiết ba vậy tha ở trong là nít mình mấy bạn kêu về thay chứ này ba chỉ mới chơi nhóm đá rồi luôn dần nhưng chỗ mà rung này bằng mình sử dụng nhóm capture rung nắng bật mà nhỉ lấy capture này mũi ok mình nhóm từ slide nút nhóm vậy to nè lấy dương vậy mà nói tiệt cho nên không có lại nâng xua sầm đô mày nâng xua tha hạt ấy ban dương mời chụp nhóm Daniel đi xem xung đôi mình đang xua ta hai đấy bạn dương advertise lịch pram advertise lịch đọc bốn mình chơi trời mình chơi nó đợi nâng ồ cái lại này nhưng kết thúc hai chị mê riêng đã chật lõm rồi gọi dạng mấy tế và hai chị kết thúc chị lúc back chúng cái đã biết cho mùi, bàn tay thiết bất bên nào để biết cái này tôi switch tới giống nào thì là lại switch bên này giống này,
nên user chẳng cái này nên chúng tôi advertise pi hai trăm chế bản trừ advertise chẳng trừ bây giờ advertise chẳng bao nhiêu thay nhưng advertise từ lấy mỗi đằng chẳng à user để nó crown sắp nền nó viết score này chẳng trừ chẳng bây giờ thương mình tên chẳng trừ năng ấy năng pi hai trăm bản trừ và này bài chưa vì ai tha chưa cầm hộ bỏ slide nữa thì mỗi thì pi cái cần thay vì chỉ loopback chẳng loopback chỉ tu tới vì mình tham IP chẳng á nên vì anh chẳng bận tay nực về những thứ maintain cứ đã slap main slide cứ cho pi hai trăm màu đầm bay ở bên thái ở bên tây chỉ slap hay buồn chẳng bận năng đây này chứ bận to từ tiệt anh đi bật nhỉ đã chụp này vì thế nó không cài và thay sinh tiền ở lại dương tha ở lại trong và thay khi dương khơi trường chỗ nông đi hay dương và thay chế vừa tay dương thay dương ở trong và thay chân tí dương trong và thay chế vậy dương à chỗ được cái interface hơi dương vay comment khỏi interface dương ground interface dương ai bài comment IP USPF dương bài lịch top area 0 chứ bây dương bài comment nâng vì miền này được như thế này anh ấy cứ chưa bị thiết xác tí bấy bên này để dương chọn advertise USPF cứ dương advertise nơi ground section router ID process các bạn dương ai advertise nơi ground physical interface rồi có logical interface có bạn chẳng bây giờ vay comment mùi nâng OSPF vì nâng thuốc cài enable OSPF process nơi lớp physical interface mùi nâng chẳng vì hạ bây đôi chỉ dưỡng advertise IP đã thất nơi ground interface mùi nâng chẳng chẳng bây giờ chỉ interface mùi nâng miền IP và bản ní dưỡng vay comment IP OSPF lịch đọc area 0 vì nâng advertise IP nâng vô một chẳng hả đi phía căn tầm mình là thạm vào dõi tia đây tí mùi dưỡng ở trong bách dương ở trong bách từ vài IP lang bên thì TP dương ở trong bách kẻ nia sát nền mà thì kẻ nia và khát mà thì cứ ai tầm mên IP xây kê nơi cao nâng cứ viên ở advertise một chứ là lấy dương ba là chẳng đọc à mà vì thị sang mùi tiết vì mình là thảo bởi cháu chứ em thị sang môn điện ok mùi tiết dương ai dương riêng bị gần sắp passive interface chứ passive interface cứ chia interface đã viên mình ăn ở nhà ao USPF forward trên từ kháng cái bản thì chứ bản này tha bản thân chỉ dương miền router P router đi mối hai interface mối nè dương configure với là chia passive interface cho mà này ta pena để miền OSPF OSPF trong chân như cái này nè OSPF này bị trong chân như cái này cứ viết nâng block bởi dân configure passive interface viêm nâng mình ao ý OSPF nâng chân được kháng cái bàn bàn tì block vấn tay bởi dân chỉ dương passive interface tế OSPF ai chân mà cái bàn OSPF viêm mình block ấy đi nên vô là passive vô concept năng ớt chẳng passive interface cứ chỉ interface đã mình ăn nhạt áo OSPF packet send chênh tư cái interface năng tì chẳng hạt ấy bằng dân trời miễn passive interface tí mùi chúng ta interface khác ớt trời receive OSPF phong vấn tay nơi tầm mình OSPF transport cho lan cho lan trong message những việc chạm bạch tế dương ách bật việc bạn TP inefficient of user resource mình trong tập bản vị tế user resource tiệt vì ách calculate cho nên chẳng dương ai tiêu hóa ta anh ấy kia router mối anh ấy dương gì chỉ switch chẳng anh ấy user thì mình user mà rồi nè anh ấy mà switch nhưng chẳng hai user nó chơi nghiện vậy tạm biệt trong bản thân thì dương ách bật passive interface tế à interface nó mới chơi là send OSPF chain load vô lại vì vì send trên cái user hay user quạt từ từ prai quạt nghe chưa anh ấy view nhung anh ấy view riêng concept gì mà đợi thế này phải chơi riêng bài vô định mối tiếp security risk
chẳng bớt sân chìa SPF send tới cái hay send tới computer của user cho bớt sân user đã router này mùi tiết hay establish SPF chẳng bớt này thay router của user này I learn routing table tổng ọc bó topology SPF này chẳng bớt security risk chẳng kìa tạm bách bớt sân without additional SPF security OSPF message can intercept bởi này ai dọc bán đòi packet sniffer routing update can be modified and send back to router mình chẳng bởi sân chẳng bối đi modify route mạch bởi send back inject cho được nông router này nữa chẳng cái lại này khá nhớ means no way up passive interface ở đây này cái lại này bởi sân dương chọn test khi dương ai test bán clone ấy nè dương configure interface này thì chỉ passive tới OSPF lên lên mà vì download cho năm bay configure passive interface những ai bay của mình muốn đi bán chỉ cần chỗ tới những ai chỗ router đi mui SPF passive interface loopback late zone chỉ những ai bay của mình đó trong bên đây tha interface mui nắng ở đây send OSPF trên được hàng trên được hàng cái bàn bàn tê trong việc smart năng ấy việc smart năng ấp trong establish OSP trên được hàng cái này có bên tai ai ấn vào thay bạn trên như mười là nick keyword đâu biết we are transmit routing message bên tai vì ai ở network nó trên được hàng cái bàn be allowed to be to be advertised. Cho nên bài show những ai bài comment show protocol show IP protocol những khi ta những khi ta miền interface mũi trở ban configure chia passive interface loopback zero yeah. Chẳng cái này bị chạy thác lúc bệnh sở nó trở bàn configure tới chia passive interface cái này bị đã tiền distance mà rồi đọc distance mà rồi đọc đây sao vì chia OSP OSPF mình là tờ màn là tờ đi bằng đi hai advertise cái này advertise rồi bằng đi nhé chẳng đi bây giờ vay của mình nó cứ dưỡng từ tua bán result specific trend tăng bì route đã advertise tăng bì OSPF process tăng pi router ID xem cái dương mình đặt nông nông ồ cái này như mình này bọn đi ta đây hình như có đi hỏi từ mục tiết chương trình configure point to point chương trình nông command line bởi dưỡng cái dương show IP OSPF interface giga xuống xuống nhưng mà tôi bán phòng miền bản ít chẳng phòng miền như ngày mới tới dường khởi thá network thay bao giờ muốn những dân configure network thay bao giờ cứ broadcast multi access hai miền DO miền priority miền DO này DO miền router ID mùi chẳng hạn là đang chỉ phòng miền anh đề ra dương là toàn establish OSPF vì là toàn miễn là nhóm thư OSPF tầng off nó không có lại nên sân nhóm thư việt đà tầng off đầm bầy khuyên là tầm phòng đôi kì chứ nhóm ai configure riêng lươn tích chẳng cái này nhóm ai cho tầng can OSPF nhóm ai advertise đọc chụy mũi chụy vào mũi Area 0, network đọc chỉ 1 chỉ 4 Area 0, advertise đọc chỉ 2 chỉ 1 Area 0 chứ nhưng khơi anh ta rót dân trở bán establish hơi chứ bên này để dương vay comment đi mà xa tiết dương ai vay comment IP interface chỉ gà xôn
SPF in the face. Chừng là lời sao SPF dưỡng establish hơi dưỡng miễn designated router dưỡng miễn dưỡng miễn backup designated router dưỡng miễn designated router chừng này vâng dưỡng nơi ta chia broadcast hơi state cứ chỉ điều chúng ta bay cài phải default để interface chia nè block khác nè dương cái đây para comment vì gì ngài chủ tới interface xôn xôn như ngài vay comment IP USBF network type point to point chúng comment mùi nâng bạn này thấy vì nâng plug đồ interface chia gà xôn xôn để by default USBF consider Ethernet chia broadcast multi access network type. Bên này thì dùng vài comment IP OSPF network type point to point. Viên nâng com interface mới nâng output đầu từ chia broadcast multi access. Chứ những ai vài comment show, những ai vài comment show IP OSPF interface chỉ cả xôn xôn. À lấy cảm ơn vía chia broadcast. Còn đà lời vì chỗ bảo khai hơi thì tôi chỉ point to point. Nếu tôi sẽ đánh dạy tiết thả point to point ọt ảnh lệch bó bó tê trên tiết dân mới đang ọc này lời nhu chỗ tự can bởi sao dân configure point to point chá bởi dân configure à mỗi nếp mình dân configure vì tôi chỉ point to point hãy dân ta configure vì tôi chỉ point to point đài chuyên cho OP chuyên cho chỉ sổn sổn IP USPF network type point to point trên đây không network type point to point nhưng show IP OSPF interface chỉ là sổn sổn chuyên những khởi thả việc chỉ point to point hay ok chính những bài to tiết chẳng là lại ní nhầm cho router tìm mối nhầm bài thái listen nên là sao nhầm lục lục bạc bắt vì ở đây bài thái nắng lấy cho đã lục bạc lần với đọc chơi đọc chịch đọc chịch mùi chịch mùi sẽ là sản phẩm phí ở đây nhóm chỗ router tp đi kế nhóm chỗ router tp nhóm phải show IP route nhóm để tôi bàn đi kế này chân nằm bày ở việc bỏ miễn tất dừng include include dump chỉ dump chỉ mùi vui, ok. Chứ bây giờ bài router TP này vì lớn USBF, cái này khơi nhé, bây giờ số O. Bây giờ riêng static route bài này thay dương configure vì manually, bây giờ lấy dương lấy manual đó này, giờ khỏi prap tha router đồng minh ấy vì nó bỏ nó tới neighbor bộ viên. Chứ là router TP vì lớn interface này hỏi. Chẳng bây giờ show IP route một nhóm phải dồn tí nếu trong Cisco bây giờ vay show IP route vì nó phải hành group route đồng ổn được nông route thiên tế bốn bần tay dừng khơi anh đi à xo với khó kế à xo ô chẳng nếu nông à xo ô dừng ai mới code với à xo ô bần này thả OSPF chẳng bần này thả router nâng vì mình chỉ locally connected ấy là directly connected ấy tế vì cứ chỉ route learn through OSPF chỉ số ping score đó ping sao mà đọc chữ mũi mũi score nhưng vì score đó sa osp osp à nhé cho nên không nâng vì miền bộ miền tầm khan tầm khan same tiếp đối chiếu cái này nhưng khởi thay vì miền administrative distance api metric anh ấy cứ chia net hop
Nhi cư chìa mong đại SPM lên bán. Nhi cư chìa exit interface. Exit interface. Chẳng hạn này. Hay dùng cái show IP safe bán đấy. Khi dùng bán riêng ấy. Cảm PCC này mùi. Cisco Prime Mechanism Safe Cisco Express Forwarding đâm bay forward traffic. Chẳng hạn này. Chắc Cisco Express Forwarding nâng, tùm rộng viên bài nâng, cứ viên mình đích hop, mình exit interface, nâng mình prefix. Khi nhận đã khởi, đã show nâng bì mô nất. Nâng ấy. Anh đang khi nhận riêng này ta, Cisco Express Forwarding nâng á. Cisco riêng mê riêng process switching ấy yo, process switching fast switching ấy yo. Hay mùi tiếp bán Cisco Express Forwarding E safe nè, nhé. Hay xe nó cùng làng đời cái, cùng làng đời cái AOP hay nâng adjacency table ấy đó. Bà tầm chú ấy là riêng hai ấy cái lúc này dùng phần lịch nâng ấy ở đây bố anh ấy tầm bất vi sư nhưng mà đợi nhưng còn là bà hai cái này dùng thá bây giờ quay tới bây giờ chẳng thì cái này dùng đo riêng đo là cái hai data plan ấy cái này dùng riêng là một thái tại vì bây giờ chưa scope nó không có SPF bó xí xí này đi vì nó không có CCMP bằng cái riêng là một thái thì ngay bó tiết. Chả lời dân cho mà đó Multi Access Network. Chẳng dân mình Network Type được kia. Bọn ta dân khởi anh ta nâng lại đi dân nâng nông Broadcast Domain tại mùi. Chả lời bọn này ta bọn này về nâng nông Broadcast Domain tại mùi nè. Bọn này ta nâng nông Subnet tại mùi. Point to point cứ vía ta bì kia về đây anh đi. Lời bì chẳng vía chia Broadcast Mal Multi Access. Nên chúng ta bỏ lại chi vào phần nâng vía trở rớt bì ô bì đi ôi. Có ở đây trong mình mỗi chiếc mê mỗi tiết chiếc mê rõ à bì tiết chiếc khôn chạy chẳng hả nè chẳng có tiêu hóa ta này ai chiếc DO anh ấy ai chiếc video anh ấy ai chiếc DO other anh ấy ai chiếc DO other chẳng dương mê DO đã DO nâng đôi dương bàn dạy càng đám vì cái chiếc mê kế cách tập cách bố viết cứ viên năng share OSPF LSA từ group router từng ổn được domain lực lên tại video ấy viên năng send từ group router từng ổn via prime multicast đảm bấy distribute distribute OSPF LSA chân multicast mà phải bị buôn zone cho zone cho prime zone chỉ zone chỉ pram cứ para đói đi ó hai nền zone chỉ zone chỉ bấm mũi cứ para đói group router đằng ó all designated router cho nên para nơi group router này para tại đi ó trên cái nông topology mới đi dừng khởi thà dừng khi ta dừng miền router tới bảy mũi bị bảy đã thật là cái broadcast domain tại mũi dừng khi ta mũi ní về router bán router id về mũi chỉ mũi chỉ mũi anh ấy router bán mũi chỉ pi anh ấy router bán mũi chỉ bảy chắc là cái nông ca lệch do do nâng mơ thả ta router mũi nè miền router id thông như kiểu bằng port router đã miễn router ID thông như kia bằng port nâng khai từ chiếc designated router nâng khai chiếc mê và này thay nâng khai từ chiếc nẹ trái trái OSPF LSA router bật tốp và này thay miễn router ID thông bật tốp nâng khai từ chiếc BDO đã dân khởi nhé à mùi mà tí bí về khai chiếc BDO là sao ta biết router ID với tu chiên tí bấy bằng tay với thông cho tí mùi chứ bây giờ là tu chiếc BDO hay cái nào nâng tới chia đi or other
chứ bên nào để dùng miền topology bài nâng dùng nữa ban cái này đi anh em phải dùng ai lưu tỷ ho nơi phê cao để xa này bởi những cụ topology tiết ví dụ vì xì phê để xa topology dùng mình chạy tập bên đào vẽ này vì xây mòn chạy mình tại đấy dùng ai tay nâng ai xa ai bán chứ bên nào để dùng thì nâng hỏi dùng ai chô vào rõ tư tìm mối để xa rõ tư tìm mối vì chỉ designated backup designated router. Chừng cái này nó việc prep thà việc chia router, bên này thà việc main chim mày ấy, hai cô việc main chim mày rong đấy. Còn tại việc đăng thà mày việc nào kí, mày việc chơi bơi chơi bơi ní, hai mày rong việc chơi pi ní, ok. Chừng việc Jason chim mối đăng neighbor là ní, cứ chia video, anh đi cứ chia Dio. À lấy dương chập làm show nữa lơ backup designated router vì đăng ấy ta vì chia Dio vì có đăng đấy tham mê vì nạ kì đi mê vì anh đi luôn vì hai vì đăng thà neighbor với chị nè kế đã xa neighbor với chị ra đỡ việc đại thế thầm phớt đến chị ra đỡ và ta còn thà việc ban note được nồng nồng hai việc đăng tiền thà mỗi ní cứ chia đi ở chứ nhưng bật to tiết anh đi về mày kì chứ việc show qua mình từ đại thế việc prap thà state bảo vệ chị ấy state bảo vệ chị đi ở chẳng chứ nằm bay verify adjacency cứ dương ai mơ cái lại nè chứ nằm bay verify adjacency dương ai vay comment dương ai vay comment đi dạ dương ai vay comment show IP OSP of neighbor cả dương riêng OSP of the ball à comment nâng bà này thay dương show ấy kì kì hà thay neighbor table neighbor table. Neighbor table cứ chia tráng cứ chia table để store tục group neighbor đang ở đây cái đấy máu router mới nè. Chà này đã xa nhỏ ban configure tí bấy vì chẳng đã tí pi thế vì bạp thang vì cái này đã tí pi hai connection với full giờ riêng OSPF vì mình bấm state đó vì mình down mình init mình two way exchange chả lắm, extend, exchange, loading hay là full. Chẳng bên nào là full cứ bạn này ta vì add share OSPF chạy chạy cái bạn này vì add ping score, ping ấy chứ chẳng nó có cái này vì mình mình state tập bằng tí và mình state chả hơn chẳng cái này vì mình the order ní I mean full rather đại full rather nâng state via bà này ta về chỉ DO vì mình full DO full video anh ấy cứ two way rather chứ anh ấy chẳng nhông bởi vô detail nó bên dân thư lẹp mong các bạn chứ nâng nông bê khách nhưng khơi mình đã full bằng tay chia rather được sao tại router đang biểu bung cả đấy mùi router tiêu thản đi việc này màu thì mối hà thì mối cứ chia router trong viên đang show tha full OSP full state và tại cái này màu router anh đi việc này màu o bảy dial o bảy nó cứ chia dio trong viên đã dio full được full dio chà anh ấy cứ chia state à mỗi anh ấy cứ chia OSP up neighbor mình neighbor ta đang ngại thà for page OSP up chà anh ấy default bio election dương ban dễ hơi mà trúc hơi bên tay kê mình toàn bật time priority chứ nằm bây là bio video tìm mối tầm khăn một port cứ dân tâm mưu priority và
priority nâng bà sân dân ọt configure thế cứ vì lệnh mùi by default bà ta bà dân configure vì nâng dô gà priority nâ thông dư kê bằng port chẳng bà sân chia priority ta thông hơi vì chụp mơ ra tới idea bà ta nâng khăn ông một scenario cứ OSPF kết tục priority vâng đất đáy cứ mùi hơi ra tới idea nâ để thông chân kê bằng port kê nâng lược dô router nâng từ client GDO chứ mà đây thay dân miên bị thị xa bị thông thông tí mối bà dân ở trong ai rõ tờ ID nâng thay cái phạch từ lời ca select DO BDO thế dân ai configure priority bởi tại most case anh đang bị lệch mối vị trí default value cái lệch mối hai viên đang dọc router để miên router ID thông từ thứ DO chúng cái này cái đã DO failure recovery chúng ta xem chỉ cần cả này DO fail OSPF sẽ là DO nó fail được chụp đà mong cho nên cái nó multi access interface và xem chỉ DO fail rồi có shutdown chúng mình đây thao vi fail này cho nên cái nó và xem chỉ DO fail cứ BDO automatic promote từ chỉ DO đôi để dừng vậy cả pin xem mình chẳng hai và xem chỉ cần cả này à BDO nó fail tiền cứ viên hình do người ta đã đến vô một thứ DO Wing ok còn lại này cứ dừng configure OSPF priority command dừng ai prapara năng đâm bay cũng not priority chẳng nơi cần OSPF priority thông bằng này thay ra tên năng ai elect từ chia DO bạn đó chẳng bạch kết lưỡi ra tới ID ra tới ID ATP TP ATP TP mối cứ ra tới priority cho ra tới priority value với chạp bị xôn từ đó PFRAM cái này dân thêm nôn tích à lấy xôn đi bà này thá we are participate nực nông OSPF chúng mình đây thà bản thân chỉ vào dùng smart zone router nâng viên nâng mình khai chia DO rồi có BDO lại chẳng lại những ai configure OSPF priority nơi crown physical interface chứ nó không SPF bên nào để việc kẹt này cost cứ việc prapra rưu bổng môn ní cứ việc prapra rưu bổng môn đọc sử dụng bổng bấy chạy nâng interface bandwidth chứ interface bandwidth bởi xanh chỉ liên dân mà rồi mấy bởi xanh chỉ liên dân mà rồi mấy cứ dân mang speed bổng bấy ok chứ đọc sử dụng bổng bấy chạy nâng mà rồi mấy vì bán mùi chúng ta sẽ không cả này liên dương mà rồi mấy vì bạn mùi liên dương mà chi của bạn mùi liên dương đọc chi của bạn mùi chúng ta sẽ make sense thế à default configuration bỏ OSPF metric chúng cả này nó dừng ai cài bán nếu nó lại đi bởi sẽ dừng trong configure bandwidth reference thì dừng ai vài comment nâng bán comment nâng viên nâng tờ cái đầm lại nè chứ dừng ai cái đầm lại đọc xoay con bùm bấy tới chứ đầm lại xây các bạn đấy để tới chứ mùi dưỡng bình ta chưa đây comment cứ kì ai đã về thống ai đọc xoay con đọc ấy chân thế đầm bấy influence đầm bấy bán chai tha liên mà rồi mấy copy link mà chí copy link đọc chí chân copy mình đầm lại cho nên bây kẹt này lại nó dân khơi nhờ dân khơi thấy ta default cost configuration nó mình bằng nhà hàng để xài để xa bà xin chân dương mi router mối nè dương màu router đi phí dương màu router đi bay dương màu router đi buôn dương màu router đi phạm Uh,
dân thang rao tiếp làm chứ destination thang này destination chứ bây giờ chạy nhầm ná bây giờ mau rao kê xua tha bà sân chìa là nhầm nhầm đã liên bền vì sân nhầm đã nìm nhầm đã nìm đọc chí liên nâng đọc chí liên nì đọc chí liên nì đọc chí đấy và tại liên nì ta mà rồi mê liên nì mà rồi mê chứ nằm bấy thua đầm ná pi o môi đầu bác dù mình pi plớ anh đi cứ chụp lời tì mũi hơi à lợi ní cứ chụp lời tì pi những ai mà đó là bác được nè còn ta bây giờ cứ tam default nè default configuration nè liên đọc chí mình làm lại xe mà mùi ok liên đọc chí mình làm lại xe mà mùi liên đọc chí mình làm lại xe mà mùi mà rồi mê liên mùi đấy nè chấm rồi mình lại xem mũi lại xem mũi chấm bạn này tha áp lực này chạy học bấy áp lực này chạy học pì dương khơi miếng bánh hà bánh hà tròn tha liên đọc chí vì ở tới với tới liên mà rồi mẹ chả năng cái chế bánh hà buổi network kia ta prefer liên đặt thùng miếng bánh vịt thùng đầm bấy chỉ viên congestion và ta năng cứ chế bánh hà robot default configuration của OSP chứ nó cả này nó xây cái đói dương chạy tới vị tranh tái lý mùi nó thì dương vị practical nó không real world nó không real world deployment này chứ những ai pra comment adjust auto và auto reference bandwidth nó từ cái đầm lại nè bạn vì nãy những cái đầm lại nó giờ đừng ai cái này efficient chương một chứ nó không auto cost reference nó cái dương ai cái bây giờ chỉ chỉ vào bên đi cái bán cho anh ấy tới đọc với cuốn đọc với ok thế con slide không một cái nâng dây chạy ở bên top chứ bật cái nó cả đây dương adjust wear chứ những khi mình phiêu có cái này liên đọc chí call wear mà mũi liên mà chí call wear mà đọc liên đọc mấy call wear mà bọn chứ những khi ta đồng lại call tam và pay liên mũi mũi với call này liên thông miền nằm lại tốt bên này thà vì prefer liên tốt cứ miền nằm lại thông bên này thà vì ở prefer chẳng phê dân thơ mệnh tên cứ dân recommend ai đã reference bandwidth và bên này nế cứ đọc xoay khốn này đi xôn mới vậy không đọc xoay khốn đọc ba nâng này ở đây thì chết chọc rồi mày đặt chim mồi nó không thể lấy được bây giờ đặt bàn đã vào tầm biển chưa đã sát mới slide nhé sau cú xong này buổi hạ bảy ô sao chả ăn này à lấy dương bật chọc bên đằng sân dương chạm bật to sai tiết đời xa dương sal mong lấy thì vi sal slide cú xăm này chờ lấy nhầm hai ông bảo tâm mà tít cho ngày nữa ngày tí đập bầm bầy cái đầm bờ cho ngày nữa ngày tí đầm bờ chapter 32 Supetra Nat von